OK, hello Xin chào anh chị. À, trở lại cập nhật cùng với cái cổ phiếu TCH nha. À, thì ngày hôm nay mình thấy có một số anh chị nào chúng ta gọi là à, à, bắt đầu quan tâm lại cái mã này. À, thì ngày hôm nay là cái clip này trước mắt là để cập nhật với anh chị em là cái uh, uh, xu hướng của cái cổ phiếu thứ hai nữa là các cái cái vùng hỗ trợ mà chúng ta có thể là quan tâm được với cổ này nó, nó như thế nào. thì Nếu mà chúng ta nói về cái cổ phiếu TCH á, thì anh chị phải nắm uh, TCH ở cái giai đoạn trước ở đây nè trên CH có một cái thời gian nó đi rất là dài ở dưới cái vùng giá khoảng 13 13.5 đến khoảng 14 thì cái giai đoạn này mình thấy là nó cũng có những cái cái câu chuyện là dự án thủy nguyên đó rồi tiềm năng bất động sản này kia thì bắt đầu là khi mà à, có dòng tiền nó cây này là bắt đầu chúng ta thấy là tiền vào kéo là bắt đầu là từ cái nhịp đó là tê xác nó tạo sóng và nó kéo đến cái giá khoảng 21 thì mình cũng thấy bắt đầu là từ cái giá đoạn 20 21 rồi bắt đầu về cái nhịp chỉnh này nè là bắt đầu là nhiều À, cái kênh YouTube cũng như là nhiều cái bạn bắt đầu là phân tích là TCH tiềm năng rồi à, phân tích về tiềm năng đất dự án đó xong rồi cũng có những cái động viên là anh chị em chúng ta bắt đầu chúng ta mua dần đấy Tuy nhiên là những cái vị thế mà mua trong cái giai đoạn này nè nếu mà anh chị em chúng ta mua theo những cái cái chiến lược hoặc là những cái, khuyến nghị như vậy đó, thì nó rất là rủi ro tại vì cơ bản là là chúng ta sẽ gọi là không nói chung là không ai mà phân tích được đúng hết tất cả mọi thứ anh chị đó và cái việc mà anh chị em phân tích vĩ mô dài hạn á nhưng mà ngắn hạn dụ như thị trường xấu có những thông tin gì đó tiêu cực đó thì nó không có kiểm soát được thì khi mà nó gặp những cái thông tin như vậy á, thì chúng ta thấy là cái giá cổ phiếu nó đạp sâu xuống và như hôm nay thì giá cổ phiếu đó còn đang phá vỡ cái nền gần nhất đó cho nên là à, anh chị mà tham gia đối với những cái câu chuyện là mua theo vĩ mô rồi mua theo à, tầm nhìn rất dài hạn thì anh chị phải kiểm soát rất là chặt chẽ cái câu chuyện là tỷ trọng mua cũng như là cái câu chuyện về giá vốn đó cũng như là cái câu chuyện về dòng tiền còn nếu mà chúng ta gọi là chúng ta cứ nghe thấy một gì đó hay hay xong rồi chúng ta mua chúng ta mua mà chúng ta không có kiểm soát rủi ro thì khi mà gặp những cái biến cố như thế này mà kèm theo chúng ta đang full margin hoặc là chúng ta dùng cái dòng tiền ngắn hạn ở đâu đó để mà chúng ta mua cổ phiếu thì nó dẫn đến là bây giờ chúng ta sẽ rất là khó để chúng ta xoay đó rất khó để chúng ta xoay sở trong cái ngắn hạn thì đối với cái cổ phiếu thì anh chị em thấy là bây giờ giá cổ phiếu nó đang trong một cái kênh giá giảm giá này, đúng không đỉnh sau này thấp hơn đỉnh trước này đúng không đáy sau thấp thì cũng thấp dần thì ngày hôm nay á, đối với cái việc đóng cửa cái ngưỡng giá 15.5 là nó đang đóng đến gọi là đang đóng cửa gọi là nếu mà nó có tạo đáy ở đây á, thì nó cũng vẫn là tạo ra một cái đáy thấp hơn cái đáy trước và với cái và nếu mà như cái việc mà ở vận động trong kinh giá thì mình thấy là còn có nhiều khả năng là cổ phiếu tê xác nó sẽ còn nó vận động về đâu lại đầu cái giá dưới đây này, đầu giá khoảng 13 đó là nó về với cái, cái biên này đó thì anh chị em chúng ta à, hết sức là chúng ta quản trị rủi ro nếu mà anh chị em đang cầm quá nhiều cổ phiếu tê sáng hoặc là chúng ta muốn cắt á, thì thì đây là cái giai đoạn mà mà anh chị em thấy là phá cái nền gần nhất là chúng ta đã có thể là chúng ta à, xử lý một phần đó còn ngược lại đối với những anh chị em mà chúng ta gọi là có cái tầm nhìn mà gọi là quá dài hạn đi và anh chị em bắt đầu là à, à, chúng ta gọi là à, muốn mua cổ phiếu để mà à, chúng ta theo những cái triển vọng đó thì anh chị em à, à, quan tâm có thể là bắt đầu chúng ta quan tâm về cái hỗ cái hỗ trợ ví dụ như hỗ trợ của TCH thì cái dung tháng là nó cái dung, cái đường giao găm, à, 65 thì nó nằm ở quanh giá 15.5 này đường hỗ trợ của cái vùng hỗ trợ của cái giai đoạn trước đó nói chung là cái thằng đây nè, thì nó nó đang là cái giá khoảng là 13.5, 13.7 đó thì anh chị em nếu mà chúng ta gọi là rất thích đó, cái cổ này á mà tham gia những cái view dài hạn để anh chị có thể là bắt vào vùng này một ít bắt vào vùng này một ít đó để mà chúng ta nằm chờ đó nhưng mà anh chị em phải chấp nhận là cái câu chuyện là giá nó có thể là rung lắc ở đây xong nó có có thể giảm thêm chứ không phải là chúng ta ta có thấy là có hỗ trợ ở phía dưới là chúng ta lao và chúng ta mua là ăn ngay được đâu tại vì là cổ phiếu nó không có vận động như vậy đó, thứ nhất thứ hai đó, thứ nhất thứ hai nữa là đối với những anh chị mà chúng ta gọi là muốn mua mà cổ phiếu nó thanh thoát luôn thì tốt nhất là anh chị em nên chờ những cái nhịp mà ở giá cổ phiếu nó nó, nó nó gọi là gì ta nó thoát cản có thể là nhịp này nó tạo đáy ngay giá 15 năm nó hồi lên nó, xong rồi nó giảm tiếp thì sao đúng không đấy thì anh chị em phải chịu được những cái đoạn mà rung lắc như thế này còn nếu mà anh chị em không chịu được những cái đoạn mà nó hồi lên giảm tiếp đó, thì anh chị em xác định là chúng ta cứ để cho nó gọi là tích lũy ở dưới cản đi để coi nó vượt cản ở chỗ nào thì lúc đó chúng ta tham gia đó thì cái chuyện mà à, dòng tiền của cổ phiếu hoặc là những cái câu chuyện vĩ mô kỳ vọng thì mình thấy là nó cũng vẫn như thế thôi đó nó vẫn như thế thôi nhưng mà nhưng mà cái việc mà chúng ta tham gia trong ngắn hạn là nhà đầu tư chúng ta là đa số là anh chị em chúng ta chỉ muốn đánh cổ phiếu ngắn thôi thì khi mà chúng ta đánh ngắn thì chúng ta phải thì chúng ta cũng phải gọi là lên những cái kế hoạch đó cho cái câu chuyện mà những cái biến cố xấu những cái thông tin xấu xảy ra đó tránh cái trường hợp mà chúng ta cứ nghe những cái 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 bị mô dài hạn quá xong rồi sau đó là chúng ta À, đánh ngắn hạn thì nó rất dễ là nó bị vẹo vẹo phải gọi là gặp những cái trường hợp như thế này thì nó sẽ rất khó xử lý những cái danh mục mà anh chị em đang full đấy. Thì cái đó là mình đang cập nhật cho anh chị em về cái mặt à, một số cái trạng thái mà anh chị em thường à, gặp phải nha cái vị thế dù, bây giờ đang có cổ phiếu thì mình nghĩ là là giờ là xấu rồi nếu mà có hồi lên thì cũng vẫn là nên xử lý đó. Còn đối với những anh chị em của chúng ta À, muốn mua thăm dò với cái tỷ trọng rất nhỏ thì những cái vùng hỗ trợ quanh giá 15 15.5 hay là 13 13.7 13 thì anh chị có thể là vào dần với những cái tỷ trọng rất nhỏ để mà chúng ta có thể là thăm dò ném đá cho đường còn anh chị em mà chúng ta à, không muốn là bị nó dần xé ở trong những giai đoạn tích lũy biên ngang hoặc là trong những giai đoạn mà giá cổ phiếu nó chưa rõ xu hướng thì anh chị có thể là chờ cho nó thoát cản hoặc là có những cái tín hiệu mua trở lại thì rồi chúng ta à, trở lại mua xong Ok thì cái đó là cái góc nhìn của mình những cổ phiếu tư xác nếu mà anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành cần hỗ trợ tại ai có thể là mở giúp em đúng một cái tài khoản tại số ID là 2554 hoặc là anh chị em có thể là à, cần tìm hiểu thêm về cổ phiếu này thì cũng có thể là nhắn tin theo số Zalo 0398680 nha. Ok, bye bye, cảm ơn anh chị.